Rạng sáng ngày hôm nay, tại xã Tân Vĩnh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe ben, khiến tài xế và một cháu bé 3 tuổi chết cháy trong cabin. Thông tin ban đầu cho biết tài xế tên Lê Huy Hữu, 34 tuổi, quê Đắk Lắk, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 70C-06883 chở đầy hàng tạp hóa trên đường DT742 hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về huyện Phú Giáo. Khi xe lưu thông đến xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, ô tô bất ngờ đâm trực diện xe ben mang biển kiểm soát 93C-03071 chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh tạo ra tiếng nổ lớn, khiến hai xe bốc cháy. Tài xế xe ben cùng hai vợ chồng trong xe tải kịp thoát được ra ngoài. Riêng tài xế Hữu và bé gái kẹt cứng trong cabin không chạy kịp. Lúc này lửa bùng lên dữ dội, khiến hai nạn nhân bị chết cháy. Lực lượng chữa cháy mất khoảng 1 giờ mới dập tắt ngọn lửa và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Đến 12 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết.